Hùng Đô Kiếu Ngạo. Câu 1. Xe gì không có động cơ mà có khói? Đáp án: xe hủ tiếu mì gõ. Câu 2. Xe gì càng vô ga càng chạy chậm? Đáp án: xe lửa. Câu 3. Xe gì người ta sợ đi nhất? Đáp án: xe tang. Câu 4. Xe gì có động cơ mà không có khói? Đáp án: xe nước mía. Câu 5. Xe gì ngừng lại thì bánh chạy tới? Đáp án: xe đò. Khi xe đò ngừng lại thì người bán bánh mì, bánh bao, bánh tét chạy tới. Câu 6. Xe gì mà chỉ có mẹ thích thôi? Đáp án: xe ba gác. Ba mà gác thì chỉ có mẹ mới thích, đâu có ai thích được. Câu 7. Xe gì vừa nghe tên đã thấy chậm? Đáp án: xe rùa. Câu 8. Xe gì vận hành bằng mã lực mà không có động cơ? Đáp án: xe ngựa. Câu 9. Xe gì ai cũng chỉ thích được đi một lần mà thôi? Đáp án: xe hoa. Câu 10. Xe gì người chở thì phải ngồi đằng sau, còn người được chở thì ngồi phía trước? Đáp án: xe xích lô. Câu 11. Xe gì phải đổ đầy nước vào rồi mới chạy đi làm việc? Đáp án: xe cứu hỏa. Câu 12. Xe gì ai mà được đi thì cũng thấy buồn rầu? Đáp án: xe tù. Câu 13. Xe gì không có bánh? Lạ chưa kìa. Bạn có biết câu trả lời chưa? Hãy để lại đáp án ở phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé.